Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Là đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình cải hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập tới bất ngờ, đổi đời đại gia, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tử vi rất bất ngờ tiết lộ sự thật về con giáp tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, cầu Phật Phật độ, làm ăn trúng lớn. Chính vì vậy con giáp này từ mai hốt vàng, hốt bạc hết sạch của thiên hạ, vận số giàu sang. Thưa quý cô bác, Đinh Mùi sinh năm 1967 kính mến, Minh Đường Tử Vi nói điều này. Đinh Mùi 1967 biết đó, người sống trên đời này thì không nên đi lùi về quá khứ, theo quý vị có phải không ạ? Và chúng ta cũng không nên bước quá xa về tương lai, mà chỉ nên tập trung ở hiện tại. Vì khi tâm trí, thể xác tinh thần của Đinh Mùi cảm nhận được hiện tại, thì toàn bộ những lựa chọn hay quyết định của Đinh Mùi mới được đủ sự sáng suốt vẹn toàn. Và hãy tập trung vào bài toán cuộc đời của Đinh Mùi, để đỡ tốn thời gian mà chú ý đến cuộc đời người khác, cũng càng đỡ tốn công sức chú tâm đến những sự xì xào không ủng hộ phiền hà của thế nhân. Nâng tâm bản thân, tài năng lớn mạnh, học hỏi trau dồi luôn là điều quan trọng để Đinh Mùi có thể nắm bắt cơ hội thay đổi cuộc đời. Chủ mệnh lúc này đừng để những dòng suy nghĩ như là làm việc chăm chỉ là tư tưởng của thế hệ cũ nhé, hay là phải nhanh chóng kiếm đường tắt để thành công, làm ảnh hưởng đến định hướng của Đinh Mùi. Một người sống, một cuộc nhân sinh đúng, cho nên là một điều gì đó có ý nghĩa mỗi ngày. Có nhiều sự sai trong đời là do chính bản thân, thế thì có thể sửa, nhưng mà lắm sự sai trong đời là do thời thế, tạ đổ tại duyên, tạ đổ tại số, tạ đổ tại nghiệp, đã là duyên số nghiệp nợ ắt nằm ngoài tầm kiểm soát của Đinh Mùi 1967 đó. Vậy cho nên, chúng ta đành chấp nhận, lắm lúc rất cám cảnh, lắm lúc bất lực, lắm lúc chỉ mong đến một vùng đất mới, một chân trời xa lạ, mà ngột nặn lại từ đầu. Quý cô bác Đinh Mùi biết không, vận mệnh và tương lai của một con người, Minh Đường Tử Vi thấy luôn là chủ đề bí ẩn, không chỉ các nhà tử vi học nghiên cứu và tìm hiểu, mà mỗi chúng ta ai cũng mong muốn được biết vận trình của cuộc đời mình sẽ hung cát ra sao, về già giàu có sung sướng hay là nghèo khổ. Và theo như luận giải mới nhất của giới tử vi học, giới chiêm tinh học phương Đông về vận trình sắp tới của quý cô bác Đinh Mùi sinh năm 1967, cụ thể theo nội dung. Rất hoan hỷ, chào mừng quý vị và các bạn đã đến và quay trở lại với Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc, giàu sang phú quý không ai sánh bằng. Và cụ thể là trong thời điểm từ mai đến hết tháng tư âm, thì quý vị sẽ được lợi từ phúc tinh, lộc tinh và quý nhân nâng đỡ. Đây là thời điểm phải nói là hiếm có, cực thịnh, thánh sẽ cứu âm độ dương, phê chữ đỏ, bỏ chữ đen, mà ban cho tài, cho lộc, cho vạn sự hanh thông. Quý cô bác mà biết nắm bắt thời cơ này, thì từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 4 âm lịch này chắc sẽ không phải nghĩ, tự ắt tiền vào như nước, trả hết nợ nần, gia đình êm ấm, hạnh phúc viên mãn. Theo các chuyên gia tử vi cho rằng, phàm là chuyện trên đời muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nay thời cơ đã đến, muốn giàu nhanh thì phải làm thế nào? Vậy hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây, quý vị và các bạn nhé! Nếu mà ta đã làm việc và đã chăm chỉ, đã nỗ lực, đã nhiệt thành, đã nhiệt huyết, cống hiến và không ngừng cầu tiến vươn lên, thì nếu có thua cũng đâu có gì cần phải xấu hổ hay là để ý miệng đời cười chê. Nếu Đinh Mùi đã thiêu đốt từng giọt cảm xúc, nếu đã từng chảy những giọt mồ hôi, nỗ lực, chuyên cần, thì tức Đinh Mùi đã sống một cuộc đời có ý nghĩa, để có thể nói rằng, sự có thể thành, sự có thể bại, nhưng tôi đã cố và đã chiến, đã đấu và đã nỗ lực, vậy thì có gì mà phải hối hận, sầu bi, nếu mà cuộc sống này chỉ toàn những nhung gấm, lụa là, nhà xe lộng lẫy, tiền tỷ trong tay, thì đó là cuộc sống quá tuyệt vời đúng không ạ? Thế nhưng cuộc đời là vô thường mà,
Cuộc sống là hung cát đan xen, mà nay đỏ, mai thì đen, khó ai đoán định. Có người hôm nay vẫn ở nhà lầu, xe sang, có kẻ hầu, người hạ, két sắt cả tạ vàng, cậu ấm, cô chiêu, châm anh thế phiệt, nhưng bỗng hứng chịu đại hạn, đùng một cái trở thành con nợ, tán gia, bại sản. Bên cạnh đó, lại cũng chẳng hay nghĩ rằng mình đang bị giam hãm trong sự nghèo khổ, túng thiếu, bán mặt cho đất, còng lưng cho trời, nhưng mà chỉ sau một đêm bỗng giàu bất ngờ, trúng số độc đắc, cầm tiền tỷ trong tay, mở lòng từ bi cứu giúp những người yếu thế. Cuộc đời này là thiên biến vạn hóa, cuộc sống này là bất định, việc đổi phận, đổi đời sau một đêm đã có nhiều minh chứng. Vậy hả cớ chi mà Đinh Mùi sinh năm 1967 lại không thử một lần? Đừng sợ tuổi đã nhiều, đừng sợ mình sẽ thua bọn trẻ, chỉ cần Đinh Mùi tiến lên mà thôi. Người tuổi Đinh Mùi cả cuộc đời luôn có đủ ba điều, cơm ăn, áo mặc và nhà cửa. Dù họ đi đến bất kỳ nơi đâu, họ luôn muốn kết giao với mọi người. Nếu Đinh Mùi có thể cư xử hợp lý, hợp tình với người tuổi Đinh Mùi, đảm bảo sẽ có một quan hệ tốt. Người tuổi Đinh Mùi lúc này không chỉ luôn nhận được tình yêu của bạn bè, mà còn có được cả cảm tình của những người thân. Người tuổi Đinh Mùi 1967 họ thường có phong cách tao nhã, luôn đồng cảm với mọi người. Họ rất rộng lượng với lỗi lầm của người khác, thông cảm với khó khăn của người. Họ không thích chịu sự bó buộc và cũng không có khả năng khắc kỳ, rất ít phê bình người khác. Họ là người yêu trẻ nhỏ, thích động vật theo chủ nghĩa tự nhiên. Họ rất đảm đang trong việc nhà. Tuy là họ là người nhu hòa, ít phản kháng, nhưng lại không thể dùng quyền lực để ép họ làm việc. Năm Mùi trong sách lịch huyền học là một thuộc tướng ôn hòa nhất trong 12 thuộc tướng. Người sinh năm Đinh Mùi thường được khen là người bác ái. Con người của họ luôn là chính nhân quân tử, gần gũi mọi người, dễ xúc động trước hoàn cảnh của người khác. Tóm lại, trong tháng tư âm, tuổi Đinh Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, tài lộc hanh thông. Nếu chăm chỉ, nỗ lực, không ngại khó khăn, tuổi Đinh Mùi sẽ gặt hái được nhiều thành công. Cuộc sống thì có lúc thăng, lúc trầm, nhưng tuổi Đinh Mùi luôn có đủ ba điều, cơm ăn, áo mặc và nhà cửa. Họ sống hòa đồng, được mọi người yêu quý. Tuổi Đinh Mùi họ thường có phong cách tao nhã, đồng cảm với mọi người, rộng lượng và không thích chỉ trích người khác. Tiếp theo chương trình là luận giải tử vi tổng thể về cuộc đời Đinh Mùi sinh năm 1967 thấy rằng không mấy khi chủ mệnh bị khó khăn trong lĩnh vực kinh tế, nhưng cũng không hẳn là người giàu có, chỉ là một cuộc sống đủ về vật chất. Xét về tính cách, nếu như Đinh Mùi có thể chuyên tâm vào một lĩnh vực chuyên môn, thì cũng có thể tay không lập nghiệp, tạo dựng một cuộc sống không đến có. Đinh Mùi 1967 là người có tài năng đặc biệt, tâm tính lại vô cùng tinh tế. Nếu Đinh Mùi phát hiện và lợi dụng ưu điểm này, thành công sẽ đến với Đinh Mùi. Tuy nhiên, tài sản của Đinh Mùi 1967 cũng rất thất thường. Đinh Mùi nên biết rằng mất ở đời vốn là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt Đinh Mùi là người dễ tin bạn bè, vì thế rất dễ bị lừa gạt, phải tránh những việc như bảo lãnh người khác, vì tình cảm như làm những người bảo lãnh về tiền tệ cho ai đó. Đinh Mùi lúc này tuyệt đối không nên đầu tư có tính cơ hội, nhưng Đinh Mùi có thể đầu tư về bất động sản mà đảm bảo được tính an toàn. Phương pháp thông minh nhất để tích lũy tiền bạc của người tuổi Đinh Mùi chính là đầu tư bất động sản. Xem luận giải tử vi từ mai đến hết tháng 4 năm 2024 âm lịch thấy rất rõ là tuổi Đinh Mùi 1967 lúc này có thể nói rằng thời điểm này là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với người tuổi Đinh Mùi. Đinh Mùi luôn cố gắng nỗ lực, lại thêm sự giúp đỡ của quý nhân, cho nên việc nào cũng đạt được thành tích đáng mừng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên phương diện sự nghiệp, do là có tam hội và nguyệt lệnh quan đế xuất hiện nâng đỡ, chính vì thế Đinh Mùi đã xây dựng được quan hệ xã giao hữu và hài hòa. Việc khó nào cũng có người giúp sức, vậy chủ mệnh lúc này hãy đặt ra những mục tiêu, tham vọng cho mình và cố gắng hết sức. Công lao của Đinh Mùi sẽ nhận được thành quả xứng đáng, Đinh Mùi sẽ khẳng định được vị thế trong tập thể đó. Tóm lại, từ mai đến hết tháng 4 năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Mùi 1967 sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Nhờ sự nỗ lực và giúp đỡ của quý nhân, tam hội và nguyệt lệnh quan đến nâng đỡ, giúp Đinh Mùi xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, dễ dàng nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đây chính là thời điểm thích hợp để Đinh Mùi đặt ra những mục tiêu, tham vọng và cố gắng hết sức để đạt được thành quả xứng đáng khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Trên phương diện tài lộc, Minh Đường Tử Vi thấy Đinh Mùi 1967 sẽ có quan hệ khách hàng, đối tác rộng mở, cho nên làm việc gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực thì hãy tự tin vào bản thân và những quyết định của mình.
Đinh Mùi sẽ phải làm việc hơi vất vả một chút, xong tiền chảy ào ào về túi. Điều này sẽ khiến Đinh Mùi cảm thấy những gì mình bỏ ra không uổng phí. Câu chuyện tình cảm thì cũng có nhiều tin vui do ngũ hành tương sinh tác động. Chính vì thế Đinh Mùi và nửa kia biết bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Cho dù có khó khăn, hai người cùng gánh vác. Nhờ thế mà quan hệ đôi bên ngày càng bền chặt, không ai có thể chen chân vào. Tóm lại về tài lộc, tuổi Đinh Mùi 1967 có nhiều khách hàng và đối tác, công việc thuận lợi. Nếu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, hãy tự tin vào bản thân và quyết định của mình. Đinh Mùi sẽ làm việc vất vả, nhưng tiền bạc sẽ chảy vào túi xứng đáng với công sức bỏ ra. Về tình cảm, ngũ hành tương sinh giúp Đinh Mùi và người ấy bao dung, tha thứ cho nhau. Dù có khó khăn, cả hai cùng nhau vượt qua, mối quan hệ ngày càng bền chặt. Có thể nói đây là một thời điểm vạn sự như ý mà tỷ sự như mơ với chủ mệnh tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 đó. Quý vị và các bạn đang xem nội dung Chấn Động, Giới Tử Vi Rất Bất Ngờ tiết lộ sự thật về con giáp tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, cầu Phật Phật độ, làm ăn trúng lớn. Chính vì vậy con giáp này từ mai hốt vàng, hốt bạc hết sạch của thiên hạ, vận số giàu sang. Và tiếp theo chương trình sẽ là vận trình tử vi chi tiết trong 2 tuần còn lại của tháng 4 âm lịch của quý vị Đinh Mùi sinh năm 1967. Vậy sẽ diễn biến ra sao và cũng như cẩm nang vượng vận như thế nào trong tháng 4 âm lịch 2024 này? Thì xin mời quý vị hãy chú ý lắng nghe và đừng bỏ lỡ thông tin quan trọng nào nhé! Đầu tiên là luận giải tử vi tuần thứ 3 trong tháng 4 âm lịch cụ thể như sau. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi phát triển thuận lợi. Một phần ở đây là nhờ tác động tích cực của Nguyệt lệnh Lâm Quan Đế trong tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch này đó. Minh Đường Tử Vi thấy Đinh Mùi 1967 biết rút kinh nghiệm từ những người đi trước, nên không vội vàng hay rút ngắn giai đoạn, mà luôn chủ động tìm cách an toàn cho mình, kiên nhẫn như kiến tha lầu cũng đầy tổ. Thế nhưng, sẽ không có ít những ý kiến trái chiều không đồng nhất với cách làm của Đinh Mùi, khiến chủ mệnh có lúc sao nhãng, thậm chí có thể khiến cho Đinh Mùi rơi vào cảm giác bối rối, làm tăng mức độ căng thẳng và gây ra những thăng trầm trong đời sống. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính kiên nhẫn và bản chất bình tĩnh vốn có của Đinh Mùi. Chủ mệnh lúc này sẽ rất dễ bị tác động bởi ngoại cảnh và cảm nhận được sự chậm trễ và khó khăn, khiến mình chìm đắm trong những suy nghĩ và không thể nào thoát ra để tính toán mọi việc một cách lý trí. Nếu may mắn có người kéo tinh thần Đinh Mùi lên, thì mọi vấn đề lại được giải tỏa. Đinh Mùi lại sớm lấy lại được sự tự tin và thích nghi với những thay đổi đang có, nhờ đó mà gặt hái được thành công, khẳng định những giá trị mà mình đã đưa ra. Người làm có lĩnh vực liên quan đến viết lách như báo chí, truyền thông đạt được thành công. Tuy nhiên, người kinh doanh cổ phiếu nên thận trọng, tránh các giao dịch nếu không có sự hỗ trợ của các chuyên gia. Xem tử vi tuần thứ 3 trong tháng 4 âm lịch của 12 con giáp thấy rằng, chủ mệnh vốn là người ưa an toàn, cho nên vấn đề liên quan đến tiền bạc cũng không phải là ngoại lệ. Nhìn chung, tình hình tài chính của người tuổi Mùi ổn định, hài hòa khi nguồn thu chi được đảm bảo trong tuần thứ 3 của tháng 4 âm lịch này. Trong thời điểm khó khăn như hiện nay, thì Đinh Mùi 1967, Minh Đường Tử Vi thấy vẫn có thể giữ được trạng thái này đã là đáng mừng rồi đấy. Có thể Đinh Mùi muốn giúp đỡ mọi người, nên trích một phần tiền của mình để hỗ trợ những người xung quanh mình. Thực tế là xung quanh có rất nhiều điều kiện có lợi, vấn đề là Đinh Mùi có nhìn ra hay không mà thôi. Nhất là tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch này, có thực thần mang tới cơ hội hợp tác làm ăn thành công, nếu Đinh Mùi biết chấp lấy cơ hội này. Thế nhưng, Minh Đường Tử Vi thấy không phải là ai cũng đáng tin. Chính vì thế, cho dù thế nào Đinh Mùi cũng phải chủ động trong việc tìm hiểu thông tin của người mình sắp hợp tác một cách cẩn thận nhé. Ngoài việc trò chuyện liên quan tới công việc, hãy nói về sở thích, gia đình, mục tiêu sống để hiểu thêm về người mà Đinh Mùi định đầu tư tiền bạc vào họ nhé. Xem tử vi tuần thứ 3 trong tháng 4 âm lịch, ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Đinh Mùi tuần này thêm phần rực rỡ, tươi đẹp. Điều này sẽ hứa hẹn là chủ mệnh sẽ có những trải nghiệm tươi vui đáng nhớ trong đời. Xem tử vi tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch, dự báo cho con giáp tuổi Đinh Mùi liên quan đến sức khỏe của mình. Thực ra, vì Đinh Mùi quá bận rộn nên không chăm sóc bản thân đúng cách, nếu không muốn nói là bị bỏ bê. Và quý nhân là Tỵ và Hợi, tiểu nhân là Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn là xám và cam. Con số may mắn 57, 69, 83, 50. Cuối cùng là tử vi tuần thứ 4 trong tháng 4 âm lịch cho thấy rõ rằng công việc của người tuổi Đinh Mùi có nhiều bước phát triển ấn tượng, đặc biệt là với những người vừa bước chân vào xã hội, vừa thay đổi nghề nghiệp và những người đi theo con đường công danh.
sự nghiệp. Đinh Mùi 1967 lúc này nhanh chóng thích nghi với những môi trường làm việc mới và sẵn sàng phát triển với những mục tiêu rõ ràng. Nhờ có tinh thần hăng hái và phấn chấn, Đinh Mùi không ngại tiếp xúc với khó khăn, trắc trở gặp phải và dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với người làm lãnh đạo. Bên cạnh đó thì sự độc lập và tự chủ giúp Đinh Mùi luôn ở trong thế chủ động, không bị bất ngờ hoặc phụ thuộc vào cái nhìn của bất cứ ai. Tuy nhiên, những người có chức cao vọng trọng hoặc làm lâu trong một công việc gì đó có thể trở nên bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác hoặc không có chí tiến thủ, thậm chí có thể chậm chạp, trì trệ trong việc thích nghi với những xu hướng mới. Thiên ấn xuất hiện cho thấy, nếu Đinh Mùi muốn đạt được những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp, thì cần không ngại thay đổi, làm mới bản thân và con đường tài lộc. Tại thời điểm này, Đinh Mùi cần chú ý nhiều hơn đến các tiểu tiết, nhiều khi sẽ quyết định sự thành bại trong kế hoạch kinh doanh của mình. Tuy nhiên, chủ mệnh lúc này có thể yên tâm rằng mình sẽ không rơi vào cảnh làm ăn thất thoát hoặc mất tiền vì những lý do không đâu. Đinh Mùi giỏi trong việc tính toán những việc nhỏ nhặt và quản lý chi tiêu. Một khi tiền đã vào túi là đảm bảo sẽ có cách đầu tư xác đáng. Để việc làm ăn thêm phần may mắn, Đinh Mùi 1967 hoàn toàn có thể bày thêm tỷ hưu hoặc là kỳ lân phong thủy, chính ấn phù trợ, cho thấy cả những người không làm ăn kinh doanh cũng sẽ thu được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Chỉ cần Đinh Mùi đã không ngừng cố gắng phấn đấu, chắc chắn cấp trên sẽ nhìn nhận được sự nỗ lực của Đinh Mùi và trao cho Đinh Mùi một phần thưởng xứng đáng. Thời điểm này, Đinh Mùi 1967 có một cuộc sống khá dư giả, không cần suy nghĩ quá nhiều đến việc tiết kiệm vì thiếu thốn. Trên cơ bản, vận trình tình duyên của người tuổi Đinh Mùi không được khởi sắc trong tuần thứ tư tháng tư âm lịch. Con giáp này vốn là người mạnh mẽ và độc lập, nên vào thời điểm này, Đinh Mùi không cảm thấy việc có một người ở bên để san sẻ niềm vui, nỗi buồn là thực sự cần thiết. Với những người đã lập gia đình, tình cảm giữa Đinh Mùi và nửa kia có vẻ dần dần trở nên lạnh nhạt. Đinh Mùi thích dành thời gian cho sự nghiệp hoặc những thú vui tiêu khiển hơn là trò chuyện với người ấy. Đinh Mùi cần phải thay đổi suy nghĩ của mình, bởi nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn lâu dài, thì gia đình khó mà yên ấm hoặc hạnh phúc được. Tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần phấn chấn khiến Đinh Mùi cảm thấy khỏe mạnh hơn và sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ kế hoạch nào. Và quý nhân là Mão và Tỵ, tiểu nhân là Tuất và Sửu. Màu sắc may mắn là xanh và đen. Con số may mắn là 68, 74, 98, 03. Quý vị đang xem nội dung Chấn động, giới tử vi rất bất ngờ tiết lộ sự thật về con giáp tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, cầu Phật Phật độ, làm ăn trúng lớn. Chính vì vậy con giáp này từ mai hốt vàng, hốt bạc hết sạch của thiên hạ, vận số giàu sang. Quý vị thân mến, Minh Đường tử vi thấy rằng ngày sinh âm lịch cũng sẽ là yếu tố rất là quan trọng. Nó có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể những ngày sinh đại cát của người tuổi Mùi là ngày nào và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này, hãy cùng Minh Đường tử vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này nhé. Người tuổi Mùi sinh ngày mùng 7 âm lịch, họ sẽ có tính cách ôn hòa, khoan dung, nhân duyên tốt, con đường xã giao cũng thoải mái, tốt đẹp, gặp vận hài hòa, một đời an lạc, đặc biệt là đường tài vận dồi dào, không cần lo nghĩ cái ăn, cái mặc. Người tuổi Mùi sinh ngày 12, có chí khí, có tài năng, là người mang mệnh lãnh đạo, dẫn dắt tập thể, từ trung niên bắt đầu phát vận, thăng chức, tăng lương, gia nghiệp hưng vận, đạt tới đỉnh cao danh vọng. Người tuổi Mùi sinh ngày 13, có tướng mạo đoan chính, tài năng xuất chúng, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, một đời vinh quang. Nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, có thể thành nữ cường nhân. Người tuổi Mùi sinh ngày 14 âm lịch, có thể hưởng phúc của ông bà tổ tiên, thường xuyên gặp quý nhân giúp đỡ, một bước lên mây, nhanh chóng thành công và đạt được tài lợi song toàn. Người tuổi Mùi sinh ngày 28, tinh lực dồi dào, túc trí đa mưu, làm việc quả quyết, cương nghị, có thể tự thân lập nghiệp, độc lập tự chủ, một mình gây dựng cơ đồ, con người không ngại khó khăn, gian khổ, vẫn bước tiến lên can trường, dũng cảm. Người tuổi Mùi sinh ngày 29, một đời hưng vượng, gặp vận dồi dào, tuổi trẻ mặc dù bình thường, nhưng từ trung niên có thể thành nghiệp, có thành tựu, dần dần trở thành đại phú hào. Người tuổi Mùi sinh ngày 30, có thiên phú to lớn, vận mệnh cát tường, khó khăn không nản, theo đuổi tài lợi, chấn hưng cơ nghiệp của gia đình và chèo chống cả gia tộc.
Kính thưa quý vị và các bạn, đời người có vay thì sẽ có trả, luật nhân quả không chừa một ai, đối với mọi sự trên đời đều theo lẽ này. Luật nhân quả trong tình yêu có lẽ là thứ nhân quả dễ nhận ra nhất, cũng đến sớm nhất, không cần mất nhiều thời gian đâu, ta lấy vị của người sẽ được hồi đáp nguyên vẹn. Tình yêu thứ tình cảm mà sâu thẳm trong mỗi con người đều khát khao, mong chờ và mê đắm. Giữa dòng đời đông đúc, ai cũng muốn tìm thấy một người mang tới nụ cười, niềm vui và sự bình an trong lòng. Đời muôn ngàn hướng, tình trăm ngàn lối, mỗi người đều có lựa chọn riêng, con đường riêng để tìm tình yêu. Chỉ là dù đi đường nào thì cũng không thoát khỏi luật nhân quả trong tình yêu. Người gian dối sẽ gặp người dối gian, người chân thật sẽ tìm thấy chân tình. Hẳn là sẽ nhiều người không tin, hẳn là sẽ nhiều người cho rằng đó chỉ là lý thuyết suông, không có giá trị hữu dụng. Đó là vì nhân quả đến thì ta chưa biết đấy là nhân quả. Nhân quả đến nhưng ta lại cho đó là số phận, là rủi ro, là điểm ông trời không thương xót, rồi ngồi than thân trách phận, chửi đời chửi người. Có mấy ai đường tình trắc trở mà tự kiểm điểm lại mình. Mượn chút lý lẽ nhà Phật, xin mạng phép bàn chút về nhân quả, về tình yêu, về những điều tưởng vô lý mà có lý nhất trên đời. Hiểu lời Phật dạy về nhân quả trong tình yêu để sống một cuộc đời trọn vẹn, vạn sự là thì tùy duyên đó. Không phải chỉ người theo Phật hay là hướng Phật mới biết tới đạo lý này. Chắc hẳn hầu như ai đó cũng từng nghe, từng thấy, từng đọc ở đầu đó bốn chữ, vạn sự tùy duyên. Mỗi con người, mỗi tình yêu đến với đời ta đều vì chữ duyên. Duyên đến hoa nở, duyên đi hoa tàn, không cưỡng cầu được. Thế mới có chuyện, hai người xa lạ vô tình gặp nhau giữa triệu triệu người mà lại cảm mến nhau, trở nên gần gũi, thân thuộc. Thế cũng mới có chuyện, hai người tưởng chừng không thể chia lìa, đầu gối tay kề sớm tối, mà cũng có ngày lạc nhau giữa biển trời mênh mông, thành người dưng nước lã. Nhưng mà duyên vì đâu mà đến và vì đâu mà đi, chẳng phải vì đó là nghiệp, là báo, hay chính là luật nhân quả trong tình yêu đó sao? Vì sao ta gặp người này mà không gặp người kia, chẳng phải vì tình yêu của chính ta hay sao? Nếu mà bạn yêu vật chất, thích hư vinh, vậy người dẫu tốt mà giản dị có ở ngay trước mặt bạn cũng chẳng màng. Nhưng người hào hoa, bóng bẩy thì thoáng qua thôi cũng quyết đuổi theo. Nếu bạn ưa hình thức, mê kế đẹp, thì người dẫu chân thành nhưng kém nổi bật có ngỏ lời ngỏ ý, bạn cũng chẳng quan tâm mà cố tìm cho được đối tượng theo tiêu chuẩn. Mỗi người có quan điểm tình yêu khác nhau, lý tưởng về tình yêu khác nhau, nên duyên đến cũng khác nhau. Không tìm người tốt nhất, chỉ mong người phù hợp nhất. Sự phù hợp ở đây chính là nhân quả. Mơ ước tình yêu ngọt ngào sẽ gặp người lãng mạn, mơ ước tình yêu đơn giản sẽ gặp người chân thành, mơ ước tình yêu giàu có sẽ gặp người biết lợi dụng. Duyên vốn do người tạo, không thể trách được trời. Gieo nhân nào thì ắt gặp quả ấy thôi. Nhân quả báo ứng mà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời con người. Luật nhân quả trong tình yêu thì cũng như bao luật nhân quả ở đời. Làm thiện hưởng thiện, làm ác chịu ác. Có ai từng tự hỏi tại sao mình lại khổ đường tình như thế? Yêu người không yêu mình, theo đuổi người ta kiên trì, bền bỉ mà vẫn bị phũ phàng. Phải chăng trong những ngày tháng trước, ta đã vô tình làm tổn thương một người khác, gặp gỡ rồi chia ly? Tình yêu không có đúng sai, nay ta yêu người này, mai ta yêu người khác. Sự thay đổi của cảm xúc hoàn toàn không phải điều gì quá đáng. Có quá đáng chỉ là thái độ, cách hành xử của mỗi người. Lừa dối, phản bội, không chân thành, thiếu kiên nhẫn, vụ lợi, tệ bạc đều không phải lỗi. Cả việc tình yêu thay đổi mà là lỗi của những nhân cách bị khiếm khuyết. Đừng vịn vào cớ hết tình nên đối xử tệ với nhau. Không còn tình yêu nhưng luôn có tình người, đủ để thẳng thắn, tôn trọng và dành cho nhau những ấn tượng tốt đẹp sau cuối. Nhân quả trong tình yêu thường đến sớm. Ngay khi ta phụ một người thì tức là ta đã gieo nghiệp ác, tự biến mình thành kẻ vô đạo đức, vô lương tâm. Chuyện sau này chưa bàn, trước mắt trong lời người thiên hạ, ta đã chẳng phải một người đáng trọng. Và chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý vị và các bạn hạnh phúc, may mắn, giàu sang phú quý.